Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện nhất tiếu, truyền thể thành phim Hoàn Tâm Ký của tác giả Xí Dực Thiên Vũ. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. chương 36 Giọt máu lấp lánh văng ra, phủ lên đôi mắt một tầng màu đỏ. Hạ tĩnh thạch đưa tay lên lau, nhưng càng lau càng thấy mờ mịt. Máu đỏ chảy theo khuôn mặt hắn, dừng lại một thoáng trên má rồi nhỏ giọt xuống chiếc áo trắng như tuyết tựa như những đóa mai đỏ nở rộ giữa tuyết lạnh, đẹp mà thê lương. Hoàng đế và hoàng hậu không biết đã rời đi từ khi nào. Hạ tĩnh thạch buông trùy thủ, bình thản bước ra ngoài. Làn gió nhẹ lướt qua vạt áo, những cánh hoa đỏ tươi bay lả tả, từng cánh một, như những linh hồn mục nát sau bao héo tàn. Chúng từng trải qua cuộc sống ra sao, từng thấy những ai, vì sao lại kết thúc như thế này. Ánh mặt trời xuyên qua đám mây, phản chiếu trên lưỡi chủy thủ đẫm máu, mũi nhọn thẳng hướng về phía hắn. Trong lòng đã chứa đầy nỗi đau và nọc độc, liệu lưỡi chủy thủ này có thể chấm dứt tất cả ngay lập tức không? Hắn khép mắt lại, chưa đầy một tháng, khắp kinh thành, thậm chí cả thiên hạ, đều biết hoàng tử cầm tú, hạ tĩnh thạch, tuyên bố rời khỏi cuộc tranh đoạt môi vị. Mọi người đều cảm thấy ở hắn đã có điều gì đó xảy ra, một điều gì đó đã thay đổi như một mảnh vải đen thêu sen một sợi chỉ lam thẫm, tuy không rõ ràng nhưng lại hiện hữu, chân thật đến là. Sự phản bội và dối trá của nhiều nhiễm mang đến nỗi đau thấu tận xương tùy, một nỗi bi thương sắc bén đến tột cùng. Từ đó, hắn giấu đi trái tim mình, ngụy trang bằng lớp vẻ ngoài lạnh lùng, tự nhủ sẽ không bao giờ rung động nữa và cũng sẽ không bao giờ chịu đau như thế nữa. Thậm chí hắn tin rằng mình có thể trở nên như tên gọi của chính mình tĩnh thạch, tĩnh lặng như đá tảng, Nhưng trong vô thức, Phó Nhất Tiếu đã gõ một nhát khiến lớp vò ngoài đó nứt ra, suýt chút nữa để lộ ra bên trong là một thi thể đã thối giữa từ lâu. Đồng thời, những chiếc răng độc cắm sâu vào trái tim hắn cũng dần dần trỗi dậy, chậm chậm len lỏi qua từng mạch máu. Trên đời này, thứ tình cảm bền lâu nhất chính là vô tình. Tình yêu là dây ràng buộc, cũng là gông xiềng. Trong đời người, chỉ cần động lòng yêu rung động một lần thôi sẽ để lại sơ hở vì vậy vì đã không còn hoàn mỹ nữa hạ tĩnh thạch cười chua chát không chỉ là sơ hở làm sao mà tránh khỏi sự không hoàn mỹ ông trời vốn đã không để lại cho hắn chút đường nào đến hạnh phúc chính hắn còn không thể hạnh phúc thì làm sao đem hạnh phúc cho người khác dù rằng tình yêu dành cho nhất tiếu hắn chưa từng giảm đi dù chỉ một ngày chỉ cần không phải nàng thì ai làm vương phi đối với hắn cũng không quan trọng. Trời còn tờ mờ sáng, phó nhất tiếu đã bị các thị nữ đánh thức để trang điểm và thay quần áo. Nàng khép hờ mắt, mặc kệ họ bài bố. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, nàng cảm nhận được hai ánh mắt khác lạ, lập tức mở mắt. Thần thái tươi sáng của phượng tùy ca lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh, nhìn nàng bình thản. Thấy nàng đột ngột tỉnh dậy, hắn ngạc nhiên, làm gì thế? Người làm gì đấy? nhất tiếu mơ hồ hỏi lại rồi nhắm mắt lại nhưng vẫn chính xác vỗ nhẹ tay thị nữ định chạm vào mặt nàng phượng tùy ca không nhịn được bật cười được rồi ra ngoài đi nhất tiếu mơ mơ màng màng đi theo các thị nữ một lát sau đó ngồi xuống bất chợt nàng nhảy dựng lên thật sao phượng tùy ca cười và gật đầu cơn buồn ngủ của nhất tiếu lập tức biến mất không dấu vết nghiến răng nói gọi ta dậy sớm như vậy để làm gì đến đây ta dẫn nàng đi dạo chợ sáng, Phượng Tùy Ca đưa tay ra cho nàng. Buổi sáng, không khí mang theo một hương thơm ngọt ngào. Trời vừa ngớt mưa, làn gió mát lạnh ẩm ướt thổi qua. Phượng Tùy Ca nắm tay nàng đi dọc con phố còn dính bùn, cả thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ, tĩnh lặng và bình yên. Lâu lắm rồi ta mới thấy thoải mái thế này, nhất tiếu mặt mày rạng rỡ. Phượng Tùy Ca dẫn nàng đi qua một con phố nhỏ hẹp, Chẳng mấy chốc đã đến chợ sáng phía cửa bắc. Những cửa hàng ven đường dần lộ ra ánh sáng, vài người buôn bán nhỏ đang bận rộn chuẩn bị các gian hàng. Nhất Tiếu vừa đi vừa nhìn quanh, cuối cùng không nhịn được hỏi, "Chúng ta muốn ăn gì sao?" Phượng Tùy Ca nhướng mày đáp, "Đương nhiên, trừ khi ngươi thích lẻn vào bếp ăn vụng hơn." Lời còn chưa dứt, Nhất Tiếu đã vùng khỏi tay hắn, chạy ngay đến hàng rong ven đường. Phượng Tùy Ca ngớ người một lát, rồi oán hận bước theo. Theo Phượng Tùy Ca, trứng luộc trà thì do nấu chưa lâu nên không ngấm vị, nhạt nhẽo như nước luộc. Cá nhỏ chiên giòn thì chỉ có mùi hương thoáng qua, khi ăn lại bình thường. Nhưng nhất tiếu thì ăn hết trứng luộc trà, tay còn cầm xiên cá nhỏ, mắt lại hướng về nồi ngô hầm. Hắn bật cười, kéo nàng đi, đừng ăn no ngay ở một gian hàng, phía trước còn nhiều món nữa. Khi mặt trời đã lên cao, khuôn mặt Phượng Tùy Ca đã hơi đỏ lên. Hắn chưa bao giờ biết nhất thiếu lại ăn nhiều đến thế, từ đầu đến cuối không ngừng ăn, gần như đi hết nhà này sang nhà khác, mỗi nơi đều từ một món. Hắn chỉ có thể lẽo đẽo theo sau, trả tiền cho nàng. Khi phó nhất thiếu lại chạy về phía một gian hàng khác, sự kiên nhẫn ít ỏi còn lại của Phượng Tùy Ca đã cạn kiệt, hắn mặt xa sầm, định tiến đến kéo nàng đi ngay. Vạch qua đám đông chen chúc, Phượng Tùy Ca bước đến phía sau phó nhất tiếu, lại ngạc nhiên khi thấy nàng đang nhìn một quầy bầy trang sức ngọc đơn sơ. Đó là một mặt ngọc bạch ngọc chạm hình hoa lan, ngón tay nhất tiếu nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa trắng lạnh lẽo, bóng loáng. Giống hệt như thứ đã từng vỡ nát kia. Chủ quán là một lão bà, bà mỉm cười, nói, ngọc lan tượng trưng cho phú quý, cát tường. Tiểu thư có mắt nhìn đấy, nhất tiếu ngẩn ra một lúc, rồi ngước lên nhìn Phượng Tùy Ca. tim Phượng Tùy Ca khẽ run, đây là lần đầu hắn thấy phó nhất tiếu bộc lộ nét mặt vừa ngại ngùng, vừa chờ mong, lại có chút dè dặt như thế. Hắn nghe nàng khẽ hỏi, ta có thể muốn thứ này không? Nếu nó không quá đắt, cảm giác như bị một cú đấm dáng vào ngực, Phượng Tùy Ca thấy tim thắt lại, đến ít hầu cũng cứng đơ. Có lẽ phản ứng của hắn có chút kỳ lạ, ánh mắt nhất tiếu dần trở nên ảm đạm nàng mím môi, quay sang mỉm cười với lão bà, ta chỉ nhìn một chút thôi. Không, Phượng Tùy Ca cố tìm lại giọng nói của mình, hơi hoảng loạn lấy hết tiền trong người đưa cho lão bà, có đủ không? Nhất Tiếu và lão bà đều ngơ ngác nhìn hắn, Phượng Tùy Ca đỏ mặt, sờ tìm quanh người mà không thấy gì thêm, bèn cúi đầu, gỡ luôn chiếc huy ngọc trên thắt lưng, dơ lên trước mặt lão bà, vội vàng hỏi, dùng cái này đổi có được không? thấy vẻ mặt lão bà thêm bối rối, chán phượng tùy ca đã thấm mồ hôi, định nói thêm gì đó thì nhất tiếu nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, nhiều quá rồi. Ánh mặt trời chiếu nghiêng qua, khóe miệng nàng nở nụ cười, nhưng trong mắt lại ánh lên những giọt nước, còn quá nhiều nữa. Ánh mắt phượng tùy ca chỉ chăm chăm vào khuôn mặt nàng, vụng về nắm tay áo lau đi giọt nước mắt trực tràn ra. Hắn lúng túng giải thích, nàng đừng khóc, vừa nãy ta chỉ nhất thời bối rối, không phải là không muốn tặng nàng tiếng cười trộm và lời bàn tán khe khẽ của những người xung quanh vang lên nhất tiếu bừng tỉnh lùi lại nửa bước phượng tùy ca cũng ngượng ngùng thu tay lại lão bà mỉm cười nhận lấy số tiền và mặt trang sức đưa cho phượng tùy ca mặt trang sức này tặng cho các ngươi mau mang cho nương tử của ngươi để nàng vui vẻ nhé một số người khác cũng hô lên nhớ yêu thương nương tử của ngươi như vậy mãi nhé tiếng cười thiện ý rộn rã xung quanh nhất tiếu cũng đỏ mặt luống cuống không biết làm sao phượng tùy ca nhận mặt ngọc từ tay lão bà rồi trả lại tiền cười nói tấm lòng của đại nương thật quý từ chối thì không phải phép nhưng hôm nay là sinh nhật nương tử ta ta muốn tặng nàng mặt trang sức này làm quà vậy nên xin đại nương nhận số tiền này sau khi hai bên nhún nhường một hồi cuối cùng lão bà nhận lấy số tiền tương đương với mặt ngọc và trả lại phần còn thừa cho Phượng Tùy Ca. Đám đông xung quanh cũng dần tan đi, Phượng Tùy Ca luống cuống nhét tiền và khuy ngọc vào ngực áo, cầm mặt trang sức cười nói, lại đây, để vi phu đeo cho nương tử. Nụ cười trên gương mặt nhất tiếu bỗng nhiên đông cứng lại. Sau một thoáng, vẻ mặt Phượng Tùy Ca thậm chí còn khó coi hơn. Và thế là, cả rượu đều nghe thấy tiếng Phượng Tùy Ca gầm lên, nàng chưa từng sỏ lỗ tai, thì đeo mặt trang sức này kiểu gì đây? Trường 37 Vì sao vậy? Rồi sẽ đau đấy. Vậy cái này nên xử lý thế nào? Cất đi thôi. Vì muốn nhanh chóng trở về phủ hoàng tử, Phượng Tùy Ca và Phó Nhất Tiếu vội vã đi trên đường cái túc xa, người trước người sau, trong miệng vẫn không ngừng tranh luận về viên ngọc trùy. Nhất Tiếu đột ngột dừng bước, Phượng Tùy Ca suýt chút nữa va vào nàng. Chàng vừa định trợn mắt, thì thấy Nhất Tiếu đưa tay ra hiệu im lặng. Phượng Tùy Ca không kiềm được mà vỉnh tay lắng nghe, chỉ thấy tiếng ca ai oán theo gió nhẹ thoảng qua đường, giọng nam nữ hòa quyện, lúc trầm lúc bồng, phảng phất như bức tranh thoáng nhẹ sắc diễm. Nhất Tiếu nghe qua rồi cũng nhẹ nhàng cất lời, nhân gian đều có thương đau, sao lại chỉ mình ngươi thê lương. Duyên đã dứt, mộng cũng tàn, gõ thoa dưới ánh trăng say mà không ngại, đêm dài khó ngủ xin đừng nói đến tương tư tương tư chỉ là đoạn trường nối tiếp đoạn trường sắc mặt phượng tùy ca hơi biến sắc chàng nói bên kia chắc là khu vực phấn mặt có lẽ là bọn ca kỹ đang luyện tập phượng tùy ca không đợi nàng nói hết thô lỗ kéo nàng đi về phía trước ca khúc của đám phấn mặt thì có gì hay ho chẳng mấy chốc khách khứa sẽ đến đông đủ chúng ta còn phải về thay trang phục đưa nhất tiếu về đến nội trạch Phượng Tùy Ca mỉm cười dặn dò, chiếc váy kim vũ thêu trăm mũi hẳn đã đưa đến rồi. Nếu ngươi không thích những phụ kiện cầu kỳ, có thể tự phối nhẹ nhàng thôi, đừng quá đơn giản là được. Ta cũng phải đi thay trang phục, lát nữa ta sẽ quay lại đón ngươi. Nhất Tiếu nhận lời, bước đi hai bước rồi bỗng nhiên quay người lại, cầm mặt trang sức mỉm cười nhìn chàng, cảm ơn chàng. Phượng Tùy Ca đáp lại bằng một nụ cười sâu sắc, dõi theo dáng nàng uyển chuyển chạy đi mãi đến khi không còn thấy bóng nàng nữa nụ cười trên môi phượng tùy ca dần dần tan biến trước đây chàng chỉ biết nàng và hạ tĩnh thạch có phần ái muội nhưng tại sao nàng lại hát khúc ca của phấn mặt cẩm tú bình lang ư có vẻ chàng chưa từng để ý nhiều đến những nơi đó bên ngoài phù hoàng tử ngựa xe nườm nượp qua lại các đại thần đến dự tiệc phần lớn đi cùng phu nhân và con cái tất cả đều diện lễ phục xa hoa nhiều người đội mão nạm châu, áo gấm thêu chỉ vàng, làm nổi bật địa vị của họ. Khắp nơi rực rỡ hương sắc, quan lại tụ hội, náo nhiệt vô cùng. Phượng Tùy Ca nắm tay phó nhất tiếu bước vào đại sảnh theo lời sướng của lễ quan. Trong sảnh rộng lớn, xa hoa lộng lẫy, khách khứa đã đông đúc, tiếng cười nói ồn ào khắp nơi. Khi thấy Phượng Tùy Ca tiến vào, các phu nhân và tiểu thư đồng loạt chiếu ánh mắt dạng ngời về phía chàng, chỉ trỏ thì thầm, đôi khi lại cất lên tiếng cười khúc khích, hoàn toàn không để tâm đến phó nhất tiếu bên cạnh. Là nhiếp chính hoàng tử, Phượng Tùy Ca tự nhiên trở thành tâm điểm để các quan lại quyền quý tân bốc. Dù đa số đều là hạng A-dua, chàng vẫn khéo léo ứng xử phù hợp. Chẳng mấy chốc, một đám người đã vây quanh chàng. Phó Nhất Tiếu vốn không ưa những nơi ồn ào, nhưng vẫn điềm tĩnh đứng một bên, đối diện với bao ánh mắt dò xét từ bốn phía nàng khẽ mỉm cười, ung dung nhưng kiêu hãnh. Khi đang ứng đối với mọi người, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi bước tới, dáng dấp mạnh mẽ oai phong. Ông ta vóc người không cao, tóc đã ngà bạc, thân hình hơi đậm, mỗi khi cười, vài cơ bắp bên má nổi lên, điển hình là phong thái của một thương nhân. Ngày hoàng tử đại hôn, lão tần ta vừa hay vắng nhà, không thể đến chúc mừng, thật là tiếc nuối vì vậy hôm nay nhất định phải đến dự sinh nhật đại yến của ngài. Ha 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 ha, người đàn ông cười lớn nói. Vị bên cạnh đây chính là chắc phi mới cưới của hoàng tử phải không? Lão tần dạo này vẫn khỏe chứ, thật là đã lâu không gặp. Phượng tùy ca nở một nụ cười, nhất tiếu khẽ cúi đầu. Người đàn ông này có lẽ là tần dự, người đứng đầu thương nghiệp của quốc gia Túc Sa. Nghe nói tần dự rất giỏi kinh doanh, từ khi còn trẻ đã tích lũy ra tài bạc triệu là nhà tài trợ lớn nhất từ dân gian cho triều đình và quân đội. Tần dự nhìn nhất tiếu từ đầu đến chân, gật đầu khen ngợi, cốt cách thanh kỳ, phong thái như phượng hoàng. Trong mắt lão tần, dù chỉ là chắc phi, nàng cũng có thể ngồi ở vị trí trợ phi. Dứt lời, ông ta cười lớn, mặc kệ xung quanh đang xì xào. Nhất tiếu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn khách sáo đáp lại vài câu. Dù ông ta nói thật lòng hay giả ý, Việc có thể nói ra những lời ấy trong một buổi tiệc thế này cho thấy địa vị của Tần Dự trong triều đình Túc Sa là không hề nhỏ. Phượng ca ca, từ phía sau Tần Dự vang lên tiếng hô của một thiếu nữ. Mọi người ngạc nhiên nhìn qua, chỉ thấy một cô gái chừng 15, 16 tuổi lao vào lòng Phượng Tùy Ca, ôm chặt lấy chàng, đôi mắt trong trẻo ngập nước. Tất cả là tại Gia Gia, nhất quyết đòi đưa ta đi chơi. Khi nhận được tin, chúng ta đã gấp rút lên đường nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ cả hai hôn lễ của huynh phượng tùy ca thoáng sững sờ nhất tiếu khẽ rút tay khỏi tay chàng nhẹ nhàng mỉm cười nói tiểu y dường như cao thêm nhiều rồi nhỉ tần dự nghiêm giọng quát tiểu y không được vô lễ con đã là thiếu nữ sao lại còn ôm chặt lấy hoàng tử như vậy mau đến chào hỏi thiếu phi đi trước đây ta vẫn luôn ôm như vậy có gì không ổn đâu tần y nhăn mũi nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay, rồi định hành lễ với nhất tiếu. Chưa kịp làm gì thì từ phía lễ quan vang lên tiếng sướng cao, quốc chủ giá lâm. Các quần thần lập tức đồng loạt quỳ sát đất, hô lớn, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phượng Kỳ Sơn vừa đúng canh giờ bước vào, theo sau ông là hai vị công phi trang điểm lộng lẫy. Một người cài châm phượng ba nhánh bằng ngọc, treo hơn 10 chuỗi ngọc trai lấp lánh người kia búi tóc cài đầy châm hoa vàng cánh hoa khảm các loại đá quý rực rỡ tuy xinh đẹp kiều diễm nhưng cả hai đều mang vẻ kiêu căng tự phụ phượng kỳ sơn bước vào chính sảnh giữa bao người đang quỳ sát đất chỉ có nhất tiếu đứng thẳng trang nghiêm trông thật nổi bật ông ta từ từ dừng bước nheo mắt nhìn phó nhất tiếu thủ lĩnh cung vệ đi cùng quát lớn to gan quốc chủ giá lâm còn không mau quỳ xuống nghênh đón Phượng tùy ca giật mình, vừa quay đầu đã vội đưa tay kéo nàng, nhưng Nhất Tiếu nhẹ nhàng tránh ra, cất cao giọng: "Ông ấy không phải là chủ nhân của ta, sao ta phải quỳ?" Cung phi cài châm kim hoa, ánh mắt lóe lên, cười lạnh: "Đã nghe nói Hoàng tử cưới một chắc phi không hiểu quy củ, hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến." Phượng Kỳ Sơn cũng cười lạnh lùng: "Ta đã nghe danh từ lâu." Phượng tùy ca vừa xấu hổ vừa giận, khẽ quát nàng muốn làm gì vậy? Nhất tiếu giả vờ như không nghe thấy, nói, quốc chủ túc xa giá lâm, nhất tiếu không quỳ. Nhưng nếu là thân phận cô trương, nhất tiếu xin lấy lệ đối đãi Sắc mặt Phượng Kỳ Sơn thoáng hiện chút kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng biến mất, ông trầm giọng nói, ngươi có thể bình yên đứng ở đây đã là sự nhượng bộ lớn của ta, không nên được voi đòi tiên. Nhất tiếu mở to mắt, giả vờ không hiểu, hỏi lại, thứ nhất tiếu ngu dốt xin hỏi vừa rồi là quốc chủ đang nói chuyện hay là cô trương đang nói phượng kỳ sơn lạnh lùng nhìn nàng một lát rồi nói nếu cả hai đều là như vậy nhất tiếu đáp lại ngay lập tức cả hai đều là nhưng nhất tiếu chỉ bái cô trương không bái quốc chủ nói rồi khoanh tay hơi cúi đầu phượng kỳ sơn hừ lạnh một tiếng nhưng không thể làm gì nàng rồi chuyển ánh mắt đi trầm giọng nói các khanh ra đều đứng lên và quay về chỗ ngồi đi lập tức trong sảnh vang lên tiếng xào xào mọi người thấp giọng trò chuyện phượng tùy ca trong lòng hơi dịu xuống nhưng vẫn còn chút tức giận đến gần nhất tiếu và nhẹ giọng trách móc nàng làm gì vậy vì nàng ta đã gần như với phụ vương trở mặt rồi cũng chỉ là hành lễ quỳ mà thôi mà nàng lại muốn nổi bật như vậy phó nhất tiếu nhẹ nhàng mỉm cười đáp nhất tiếu chỉ cảm thấy mình không làm sai Người tôn trọng ta một bước, ta sẽ tôn trọng người một trường, chỉ có vậy thôi. mươi 38 Sau khi mọi người vào trong điện, ai cũng dễ dàng nhận ra thứ bậc chức vị tại Túc Sa Quốc. Ngồi gần quốc chủ phượng tùy ca là các vương công quý tộc và tướng lĩnh cao cấp. Xa hơn một chút là các quan viên trong vương thành, rồi đến gia quyến con cái của quan chức các cấp, và xa hơn là những đại biểu từ dân chúng, nhằm thể hiện sự hòa hợp giữa hoàng gia và dân chúng tuy tần dự không giữ chức quan nhưng gia đình tần gia có địa vị rất cao trong dân gian ở túc xa quốc nên ông được xếp ngồi ở vị trí giữa điện tần y là viên ngọc quý của tần dự vào những dịp quan trọng hoặc lễ hội ông luôn mang nàng theo bên mình khi phượng kỳ sơn vào điện và thấy chỗ ngồi bên cạnh tần dự trống ông nhìn quanh một lượt rồi hỏi tiểu nha đầu tần y này đã đi đâu quốc chủ ta ở đây tần y đáp lớn tiếng khiến mọi người đều quay mắt nhìn về phía nàng. Hóa ra nàng đã ngồi ở bên cạnh Phượng Tùy Ca trên ghế chủ tòa. Ồ, Phượng Tùy Ca nheo mắt nhìn nàng đầy ý vị, sao ngươi lại chạy lên đây? Tần Y vui vẻ dựa vào Phượng Tùy Ca đáp, ta muốn ngồi cùng Phượng Ca Ca. Tần dự cau mày, chưa kịp mở miệng, Phượng Kỳ Sơn đã cười nói, vậy cứ để nàng ngồi ở đó đi, rồi quay sang Tần dự nói, Tần Y từ nhỏ đã thích bám theo Tùy Ca, hôm nay lại là sinh nhật của tùy ca cứ để bọn trẻ ngồi chơi với nhau một chút cho vui ta cũng đỡ phải buồn vì diễn dương không có mặt ở đây phi tử mang châm phượng mỉm cười nói sau khi diễn dương xuất giá quốc chủ ngày nào cũng nhớ nhung thấy nữ nhi của nhà người khác cũng nhìn thêm đôi chút phi tử đeo châm hoa vàng ở bên cạnh nghe vậy che miệng cười nhẹ vậy sao tĩnh phi không sinh cho quốc chủ một công chúa phượng kỳ sơn lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng Trang Phi hôm nay có vẻ hứng thú cao nhỉ. Ngay lập tức, Trang Phi tái mặt và im bặt. Sắc mặt Tĩnh Phi lúc đỏ lúc trắng, tuy được Phượng Kỳ Sơn hết mực yêu thương, nhưng nàng chưa từng mang thai. Dù Phượng Kỳ Sơn không để tâm, nhưng việc không thể sinh con vẫn là nỗi đau lớn nhất của nàng. Trang Phi vốn không ưa Tĩnh Phi, nếu không có Phượng Kỳ Sơn ngăn lại, chắc chắn Trang Phi sẽ không bỏ lỡ cơ hội làm nhục nàng trước mọi người. Tĩnh Phi nhẹ nhàng liếc mắt, dịu dàng nói, Trang Phi chỉ đùa thôi, nhấp chính hoàng tử vừa mới thành thân, biết đâu vài ngày nữa lại có tin vui ấy chứ. Phượng Tùy Ca, đang mải nói chuyện với Tần Y, nghe vậy khẽ nhíu mày liếc nhìn Tĩnh Phi, trong khi nhất tiếu lặng lẽ nhấp rượu, dường như không nghe thấy gì cả. Trang Phi quả nhiên bị lôi kéo sự chú ý, thấy nhất tiếu tỏ ra xa cách, liền mỉm cười giả là chiêu chọc, ngày hoàng tử tuyên bố hôn kỳ không biết bao nhiêu quý nữ trong vương thành túc xa đã tan nát cõi lòng không ít người còn thầm hỏi thăm xe mỹ nhân huynh quốc huynh thành nào đã cướp mất trái tim hoàng tử nàng dừng lại một chút đưa mắt nhìn xung quanh thấy phần lớn mọi người đều chăm chú lắng nghe liền quay ánh mắt trở lại nhất tiếu khi trang phi nói nhất tiếu đã bóc xong một quả cam vừa ngẩng đầu lên nhìn nàng ánh mắt cả hai chạm nhau trong mắt trang phi đầy vẻ khiêu khích nhất tiếu nhìn nàng một lúc rồi đột nhiên há miệng to khiến nàng ngạc nhiên rồi đút nửa quả cam vào miệng phồng má chậm rãi nhai có tiếng phì cười từ phía đối diện trong bữa tiệc như thể ai đó đã phun cả thức ăn ra phượng tùy ca cũng bị sặc nằm trên bàn cố gắng ho sặc sủa tần y bối rối vỗ lưng giúp hắn rồi nhìn về phía nhất tiếu nhất tiếu nuốt trôi quả cam giữa những tiếng kinh ngạc của các quý nữ xung quanh thản nhiên nâng tay áo lên lau khóe miệng dính nước cam mắt không rời khỏi trang phi dù chỉ một chút tĩnh phi đã cười nghiêng ngả trong lòng phượng kỳ sơn phượng kỳ sơn vừa vỗ vai nàng vừa cười nửa miệng nhìn theo từng động tác của phó nhất tiếu thấy ai nấy đều cố nhịn cười sắc mặt trang phi càng khó coi hơn lạnh lùng nói thật là đặc biệt bổn cung nghe nói người tài hoa xuất chúng thì thường có hành vi quái gì xem ra thiếu phi cũng là một dị nhân như vậy hôm nay đã là sinh nhật của hoàng tử và thiếu phi thiếu phi sao không trổ tài một chút nhất tiếu phủi sạch vụn cam trên tay đứng dậy mà không nói một lời như thể đang chờ trang phi đưa ra thử thách trang phi liền bảo cung hầu bên cạnh đi lấy đàn của bổn cung nhất tiếu điểm tĩnh đáp tâm bồn không khéo tay không biết đàn giọng nàng trầm và thoáng chốt lạnh lùng ồ ra là vậy trang phi lộ vẻ đắc ý thật đáng tiếc nhưng nhìn dáng vẻ yêu kiều của thiếu phi, nếu không biết đàn, thì hãy cho mọi người chiêm ngưỡng phong thái dịu dàng một chút đi. Nhất tiếu đáp gọn, chưa bao giờ học múa, lời nói ngắn gọn nhưng ý nghĩa. Vậy nơi này có cầm sư, cũng có vũ kỹ, thiếu phi sao không thử ngân lên âm thanh tiên tử, lời còn chưa dứt đã bị nhất tiếu ngắt lời, ngũ âm của ta không chọn. Trang phi càng thêm hứng khởi khi bị ngắt lời, bổn cung sẽ chuẩn bị văn phòng tứ bảo để thiếu phi. Nhất tiếu đáp gọn, không biết viết chữ to, thái độ của nàng ngày càng tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Dưới điển, tiếng bàn luận trong tiệc mỗi lúc một lớn hơn, trang phi càng cười to, thiếu phi rốt cuộc biết làm gì, thì nói rõ ràng ra cho thống khoái đi. Ta biết làm một thứ, nhưng ngươi sẽ không muốn xem, quốc chủ cũng sẽ không cho phép, nhất tiếu lạnh lùng đáp, tức thì mọi ánh mắt đều tập trung vào phượng kỳ sơn phượng kỳ sơn nở một nụ cười đăm chiêu ta cũng rất tò mò nếu không quá đáng ta sẽ cho phép nhất tiếu bình tĩnh nói sẽ không quá đáng ta muốn một bộ cung mạnh và năm mũi tên nhọn mọi người lập tức xôn xao phượng tùy ca khẽ nhắc nhở quốc chủ đang ở đây đao binh không được phép xuất hiện cho phép giọng của phượng kỳ sơn vang như tiếng chuông đồng cả sảnh lập tức im lặng một tên cấm vệ từ bên ngoài mang cung tên vào còn đang do dự có nên đưa ra không thì phó nhất tiếu đã bước tới nhanh chóng giật lấy cung từ tay hắn mời trang phi đứng thẳng một chút và giữ cho thật vững nhất tiếu nhắm mắt đo lường lực cung rồi lấy một mũi tên từ tay cấm về mặt trang phi tái nhợt sắc mặt biến đổi nàng dựa sát vào phượng kỳ sơn giọng run rẩy ngươi định làm gì giữa tiếng kinh hô của mọi người phượng tùy ca đứng bật dậy định can ngăn nhưng Nhất Tiếu đã đặt mũi tên lên dây cung, nhanh chóng kéo căng. Tên cấm vệ phản ứng rất nhanh, không kịp rút đao, Đành Dũng cảm chĩa đầu mũi tên vào lưng Nhất Tiếu. Một vài cung hầu đã đứng chắn trước Phượng Kỳ Sơn và hai phi tử, trong đó có một người to gan kêu lên, "Mau bỏ cung xuống." Quốc chủ vừa cho phép, Nhất Tiếu vẫn giữ tay rất vững, hoàn toàn không để ý đến mũi tên đang chĩa vào lưng mình. Mời Trang phi rời xa quốc chủ một chút nếu có sơ suất, nhất tiếu e không gánh nổi trách nhiệm. Đứng một bên, Phượng Tùy Ca nhìn chằm chằm nhất tiếu một lúc, biết nàng cố chấp nên đành nhìn về phía trên ngai. Phượng Kỳ Sơn giữ nguyên sắc mặt, ra hiệu cho mọi người đừng hành động hấp tấp, ngươi định làm gì trang phi. Nằm mũi tên, năm đóa hoa vàng, nhất tiếu đáp ngắn gọn. Nếu làm tổn thương trang phi, nhất tiếu sẽ lấy mạng mình bồi tội, không một lời oán trách. Được, không được giọng của phượng kỳ sơn và phượng tùy ca đồng thời vang lên im lặng bao trùm cung hầu từ từ lùi lại cấm vệ cầm mũi tên cũng do dự thu tay về gân xanh trên cổ phượng tùy ca nổi lên cắn chặt quay hàm nén nhịn hồi lâu cuối cùng thở dài một hơi rồi lùi lại đứng sang một bên dưới ánh nhìn của phượng kỳ sơn trang phi run rẩy đứng dậy lùi sang một bên vẻ kiêu ngạo khi nãy đã biến mất Nàng chỉ còn lại dáng vẻ đáng thương, ngẩng cổ nhìn đầy lo sợ. Một, nhất tiếu khẽ đếm, giữ chặt dây cung mà chưa buông. Ngay lập tức, thân thể Trang Phi mềm nhũn, nàng ngã khuỵu xuống đất, khóc nức nở. Phượng Kỳ Sơn đang định lên tiếng trách mắng thì một tiếng vang chói tai vang lên. Mũi tên lao nhanh như chớp, xuyên qua búi tóc của Trang Phi, bắn văng một đóa hoa vàng trên đầu nàng. Cả sảnh lặng ngắt như tờ tên cấm vệ phía sau cầm mũi tên cũng sững sờ, rất lâu sau mới kịp nhận ra nhất tiếu đã nằm nghiêng bên cạnh, đặt tay lên chuẩn bị bắn mũi tên thứ hai. Còn không mau đứng dậy, Phượng Kỳ Sơn giận dữ nói, dọa đến mức này, thật là vô dụng. Trang Phi sợ đến mức không khóc nổi, loạn choạng đứng dậy với sự giúp đỡ của cung hầu. Chưa kịp buông tay khỏi nàng, cung hầu đã nghe tiếng vút, mũi tên của nhất tiếu đã rời cung, bắn rơi đóa hoa vàng thứ hai trên đầu Trang Phi. Nhất Tiếu mỉm cười nhẹ, hai, rồi lấy mũi tên thứ ba. Quốc, quốc chủ, công hầu lắp bắp thưa, Trang Phi nàng. Đã ngất xỉu rồi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 39. Đám người hầu lập tức trở nên hỗn loạn. Tĩnh Phi bật cười nói, Trang Phi ngày thường chẳng phải rất gan dạ sao? Sao bây giờ lại đột nhiên ngất xỉu như vậy? Phượng Kỳ Sơn không vui, chừng mắt nhìn nàng một cái, rồi đứng dậy đi đến để kiểm tra. Một đám người vây quanh Trang Phi, quạt quạt, đỡ nước, giúp đỡ mãi, cuối cùng Trang Phi từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt thấy Phượng Kỳ Sơn, nàng liền che mặt khóc lớn, thần thiếp thật vô dụng, làm mất thể diện quốc gia, xin quốc chủ trách phạt. Phượng Kỳ Sơn trước đây rất giận vì nàng thường khắc nghiệt với tĩnh Phi, nhưng lúc này thấy nàng khóc lóc đáng thương, chàng không nỡ trách thêm chỉ khẽ an ủi vài lời đám cung nữ cũng cẩn thận nhặt những mảnh kim hoa rơi vỡ và đưa trang phi ra ngoài tần dự thấy vẻ mặt phượng kỳ sơn lạnh nhạt liền xoay người nói vài câu với gia phó phía sau rồi bước lên trước mặt chàng nói quốc chủ trang phi không sao chứ phượng kỳ sơn khẽ gật đầu tần lão có lòng trang phi chỉ bị hoảng sợ một chút không có gì nghiêm trọng tần dự cười nói người ta thường bảo thế gian thần vật đều có linh khí, quả thật bảo vật tìm chủ không phải là truyền thuyết. Lần này trở về, lão tần tình cờ có được một miếng ngọc bội an thần, hiện đã cho người đi lấy. Xin quốc chủ đừng từ chối tấm lòng của lão tần. Nghe vậy, Phượng, Phượng Kỳ Sơn rất vui nhưng cố không biểu lộ ra ngoài, miệng vẫn liên tục từ chối. Tần dự thì quyết ý phải tặng, hai người nhún nhường qua lại. Tần y đứng bên cạnh xem mà sốt ruột, liền xen vào nói, quốc chủ nhận đi à? Bảo bối thần kỳ này nếu chỉ để trang trí thì thật phí phạm, phải dùng đúng chỗ nó mới phát huy tác dụng chứ. Phượng Kỳ Sơn cười lớn, con nha đầu này, tuổi còn nhỏ mà đã học được 89 phần 10 tài ăn nói khéo léo của lão tần rồi. Thôi được, cô nhận không khách khí nữa, nhưng cũng không thể nhận ngọc này mà không đáp lại gì, người muốn gì, cứ nói cô nghe thử xem. Mắt tần y sáng lên, thật sao? Vậy quốc chủ đều sẽ đáp ứng mọi thứ tần y muốn chứ? Tần dự vội vàng mắt lời nàng, tiểu y, không được vô lễ, sao có thể nói chuyện với quốc chủ như vậy? Phượng Kỳ Sơn phẩy tay cười, không sao, không sao. Còn nhà đầu này vô tư đáng yêu, thật làm cô nhớ đến thời trẻ. Chỉ cần không quá phận, cô nhất định đáp ứng điều ngươi muốn. Lời Phượng Kỳ Sơn vừa dứt, tiệc rượu lập tức xôn xao, các tiểu thư quý tộc lộ rõ vẻ ghen ghét. Tần dự cũng khẽ nhíu mày nhìn tần y, sợ nàng sẽ đưa ra yêu cầu kinh động trời đất. Tần y hào hứng, mặt đỏ bừng, đứng lên, chỉ ngón tay về phía trước, ta muốn học bắn cung cùng tỷ tỷ. Mọi thứ im lặng, nhất tiếu, người mỉm cười, đang thưởng thức vũ điệu, cũng sững sờ. Phượng tùy ca với vẻ mặt lo lắng sững sờ, tần dự cau mày sững sờ, Phượng Kỳ Sơn đầy vẻ ôn hòa cũng ngạc nhiên, còn mọi người đều mang biểu cảm như vừa thấy ma. Nàng muốn học bắn cung từ nhất tiếu. Nàng chỉ muốn học bắn cung từ nhất tiếu thôi. Nếu nàng nói muốn gả cho Phượng Tùy Ca, ngay hôm sau cả Túc xa sẽ bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới hoàng gia thứ ba. Nhưng nàng chỉ xin được học bắn cung cùng nhất tiếu. Tần Dự là người đầu tiên phản ứng, mỉm cười hài lòng và khẽ gật đầu. Điều này không thể được, Phượng Kỳ Sơn thu lại nụ cười, cố gắng hạ giọng đối với nữ tử, quan trọng nhất là hiền lương thục đức, sau này mới có thể lấy được người tốt. Tần y không phục đáp, nhưng chẳng phải tỷ tỷ đã gả cho Phượng ca ca sao? Ở Túc Sa Quốc thì nhà tốt nhất chẳng phải chính là Hoàng gia sao? Phượng Kỳ Sơn lập tức nghẹn lời, tức giận nói, ngoài múa đao múa kiếm ra, nàng chẳng biết gì khác. Có gì mà phải học từ nàng chứ? Tóm lại, yêu cầu này cô không chấp nhận, mau nghĩ điều khác đi. Tần y mặt mày tủi thân như sắp khóc, đầy vẻ mong chờ nhìn tần dự, nhưng ánh mắt tần dự lại hướng ra hành lang dài phía ngoài xanh. Nhất tiếu khẽ động ngón tay, dây cung lập tức vang lên tiếng nhỏ, thu hút sự chú ý của mọi người. Nàng nhìn thẳng Phượng Kỳ Sơn, giọng nói rõ ràng mạnh mẽ, các phi tần đều giỏi cầm kỳ thi họa, xinh đẹp kiều diễm như những đóa hoa ban mai nhưng họ chỉ có thể trang trí cho hậu cung dù mỹ miều đến đâu cũng chỉ là những món đồ chơi vô hồn nàng mỉm cười nhẹ nhưng nhất tiếu có thể giữ biên cương bảo vệ lãnh thổ có thể ra trận giết địch và sẽ không vì một chút hoảng sợ mà nhất tiếu dừng lại không nói tiếp phượng kỳ sơn mặt mày tái xanh quay hàm giật giật vài cái đang định nói gì thì gia phó của tần dự ôm một chiếc hộp chạy vào tần dự vui mừng nói a à, cuối cùng cũng đến rồi, mau mau mau, trình lên quốc chủ. Sắc mặt Phượng Kỳ Sơn dịu đi đôi chút, nhận lấy hộp, xem qua rồi dặn cung nữ mang ngọc bội đến cho Trang Phi. Tần dự mừng rỡ hẳn, quay sang gia phó của mình hỏi, vật kia đâu? Gia phó kính cẩn đáp, sắp đến rồi à? Ánh mắt tò mò của mọi người liền hướng về phía cửa, nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, một hạ nhân mang theo một túi da lớn tiến vào. Cái túi da đó nhìn hình dạng kia chẳng phải là trong đầu nhất tiếu thoáng qua một suy nghĩ nhưng nàng không dám chắc mặc dù túi da kia trông rất quen thuộc là một cây cung tần dự nhận lấy túi da nới lỏng dây buộc miệng túi bên trong hiện ra một cây trường cung ánh bạc lấp lánh hắn nhấc cây cung lên hướng về phía phó nhất tiếu thiếu phi có nhận ra cây cung này không nhất tiếu giật mình nhìn cây cung thần binh tham lang thất tinh cung đúng là tham lang sau đó tiếng kinh hô vang lên liên tiếp từ mọi phía phượng tùy ca vui sướng tiến lên để xem kỹ hơn lên thanh hỏi tần lão đây thật sự là thất tinh cung tham lang à người đến từ đâu ngay lập tức nàng muốn duỗi tay bắt lấy ai tần dự cười nhếch mép co tay lại cây cung này hiện tại không phải của lão tần đâu hắn vừa nói vừa chỉ về phía nhất tiếu nói thêm nếu hoàng tử muốn xem, cần phải hỏi xem chủ nhân có đồng ý không. Nghe vậy, Phượng Tùy Ca cười lớn và nắm lấy cây cung, tần lão thật sự làm lòng nàng, Tùy Ca đại nhất tiếu cảm ơn tần lão nhiều. Tần y cũng vui mừng hò hét chạy lên, cây cung này đã treo lâu ở kho rồi, cuối cùng cũng chờ đến chủ nhân. Nàng thể hiện sự ngưỡng mộ bằng cách chỉ vào những hoa văn trên cổ, rồi xoay người về phía nhất tiếu dùng sức vẫy tay, tỉ tỉ mau tới thử xem có sưng hôn không nhé nhất tiếu còn hơi mờ mịt nàng nhíu mày nhìn cây cung rồi lại nhìn tần dự này là cho ta sao tần dự mỉm cười gật đầu như tiểu y vừa nói vật vô giá này nếu dùng sai chỗ thì sẽ trở thành phí liệu nhưng thần binh khi gặp được vật thiện dụng như vậy mới có thể trở nên nổi danh khắp thiên hà tham lang tiện lợi lão tần tặng cùng thiếu phi lễ gặp mặt đi nhất tiếu không vội đáp lại thậm chí còn có vẻ thở ơ khi nhìn Phượng Tùy Ca. Phượng Tùy Ca thấy nàng có vẻ lạ, hỏi, sao vậy? Nhất Tiếu muốn giải thích nhưng cuối cùng không kìm được, tiến lên kéo hắn sang một bên và nói nhỏ vài câu. Phượng Tùy Ca tức thì cười lớn, người như thế nào lại nghĩ đến điều này? Nhất Tiếu cũng đỏ mặt, giận dữ nhìn chằm chằm vào hắn, cắn môi mà không nói gì. Thấy mọi người không hiểu được đang xảy ra chuyện gì, Phượng Tùy ca nén cười và nhét cây tham lang vào tay nhất tiếu, nói bốn chữ, ngươi trước, hãy xem cung đi. chương 40 Tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, võ khúc và phá quân là bảy ngôi sao huyền thoại, truyền lại từ đời này sang đời khác qua các cây cung danh tiếng. Trong số đó, tham lang nổi bật nhất, nó được chạm khắc từ một khối gỗ tang chắc chắn, cao 68 tấc, và là cây cung có tầm bắn xa nhất và độ căng tối ưu trong bảy ngôi sao. Nhất Tiếu nhìn chăm chú từng tấc từ tay cầm bạc của cây cung tới phần thân khắc họa các đồ đằng, rồi đột nhiên vung tay, làm dây cung chế từ gân vàng cây từ đằng thiên trúc vang lên trầm đục. Nàng không nén nổi cảm thán, cung tuyệt thật. Tần dự thắc mắc hỏi, Thiếu Phi vừa rồi có nhắc đến chuyện thần binh nhập mệnh phải không? Thần binh nhập mệnh, Nhất Tiếu ban khoan nhìn hắn, thần binh nhập mệnh là gì? Tần dự ngạc nhiên, chỉ vào cây cung tham lang trên tay nàng, theo truyền thuyết, người được tham lang nhập mệnh không chỉ có vận mệnh thay đổi nhanh chóng, mà tính cách cũng dần chịu ảnh hưởng của ngôi sao tham lang, trở nên bất thường, vui buồn khó đoán, đôi khi cực đoan. Phượng Tùy Ca ngạc nhiên, thật sự có chuyện như vậy sao? Tần dự nghiêm túc gật đầu. Nhất tiếu nhẹ nhàng vuốt cung, mỉm cười nói, từ khi sinh ra, ta đã có cái tính cách yêu ghét thất thường, vừa muốn sống vừa muốn chết. Một cuộc đời biến động như vậy vốn dĩ là điều ta hàng hướng tới, làm sao có thể vì một truyền thuyết mà từ chối y tốt của tần tiên sinh được. Nàng chắp cung, cúi người hành lễ với tần dự, nhất tiếu xin cảm tạ tần tiên sinh. Tần dự vội vàng bước lên đáp lễ, ôi, thiếu phi làm lão phu sợ mất vía. Phượng Tùy Ca đứng bên cạnh bật cười, cảm ơn dối rít như thế, không sợ người khác hiểu lầm sao hiểu lầm gì chứ tần dự ngạc nhiên hỏi nhất tiếu ngượng ngùng liếc phượng tùy ca một cái nhỏ giọng giải thích chỉ đủ cho những người bên cạnh nghe thấy theo phong tục dân gian khi một người đàn ông tặng cung cho một người phụ nữ nghĩa là chàng đã xem nàng là người yêu trọn đời trên mặt nàng bỗng nhiên hiện lên nét đau đớn lạ lùng tần dự không phải là người đầu tiên tặng nàng cây cung người đầu tiên tặng nàng cây cung chính là hạ tĩnh thạch Nhất Tiếu, lần này thánh đế ban thưởng có một cây cung bạc cực đẹp, ngươi có muốn không? Ta muốn, cho ta đi. Nếu muốn thì tự lấy đi, nếu ngươi có thể trong 5 giây bắn trúng một con thú chạy ngang, cây cung này sẽ thuộc về ngươi. Một người đàn ông tặng cung cho một người phụ nữ là ngụ ý coi nàng là người yêu duy nhất cả đời. Vì sao lúc ấy nàng không hiểu, sau đó cũng không nhớ ra, nhưng lại cứ phải ngay lúc này mới nghĩ đến lòng nàng rối bời, không biết nên hướng về ai. Nhất tiếu dùng tay ghi chặt ngực, nhưng vẫn cảm thấy tim đập mạnh đến mức không chịu nổi. Đau đớn, đau đến từng tấc da thịt như bị ký ức cắt nát từng mảnh, máu chảy đầm đìa. Tứ chi bị một con mãnh thú vô hình từ hồng hoang cắn xé, nhai ngấu nghiến. Dường như lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia, thấy hắn mỉm cười nói, như ngươi mong muốn. Như người mong muốn, như ngươi mong muốn như ngươi mong muốn, giọng nói của hắn càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng mạnh mẽ. Nhất Tiếu Hoang mang đưa tay lên, định che mắt hắn, nhưng lại phân vân không biết có nên chặn đôi môi đang cử động kia trước. Nhưng tay nàng bị hắn giữ lại giữa không trung, siết đau đớn, cầu xin ngươi đừng nói nữa. Ta đã chết dưới tay ngươi rồi, còn muốn tiếp tục hành hạ xác chết ta sao? Nàng nghẹn ngào nói. Nhất Tiếu, nàng sao thế? Nàng đang nói gì vậy? khuôn mặt phượng tùy ca đầy kinh hoàng nắm chặt lấy đôi tay đang hoảng loạn múa may của nàng như thể chỉ cần buông ra nàng sẽ biến mất ngay trước mắt hắn dùng hết sức nắm chặt nhất tiếu dừng ánh mắt trên gương mặt hắn một lúc lâu sau nàng bất ngờ quăng cây cung tham lang ra sau lưng để lộ nụ cười tinh nghịch phượng tùy ca sững người mãi sau mới hoàn hồn trong khi tần y bên cạnh đã vỗ tay cười lớn xuất sắc thật Phượng ca ca sợ đến mức mặt tái xanh, ha ha ha. Phượng tùy ca xấu hổ, giận dữ chừng mắt nhìn tần y một cái, rồi quay lại nghiến răng nghiến lợi, phó nhất tiếu, người cố ý. Nhất tiếu hơi ngước mặt cười nhẹ, ai bảo ngươi nói linh tinh. Phượng tùy ca vừa tức vừa buồn cười, chưa kịp đáp lại thì giọng Phượng kỳ sơn chen vào, trang phi đã không màng so đo với ngươi, vậy mà ngươi lại đùa cợt tùy ca trước mặt mọi người không để Phượng Tùy Ca có cơ hội giải thích, Phượng Kỳ Sơn lạnh lùng tiếp lời, nếu tần lão đã tặng ngươi tham lang, hôm nay hãy cho mọi người ở đây được thấy uy lực của thần binh cổ xưa này. Vừa hay còn ba mũi tên chưa dùng, nhưng lấy gì làm bia ngắm đây? Nói rồi, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, nhất tiếu hiểu hắn đang giả bộ, nên cũng không nói gì thêm. Ánh mắt Phượng Kỳ Sơn lướt đến khuôn mặt của tĩnh Phi, rồi dừng lại. Tĩnh Phi cố nở nụ cười gượng gạo, quốc chủ chẳng lẽ muốn thần thiếp giống Trang Phi mà làm điều nàng đã làm sao? Chưa kịp dứt lời, Phượng Kỳ Sơn đưa tay nhổ từ tóc nàng một chiếc châm Phượng, ngắm nghía một lát rồi nói nặng nề, lấy cái này đi. Người đâu, mang châm Phượng này cho Hoàng tử Chắc Phi. Nói rồi, hắn lại rốt thêm hai chiếc châm còn lại từ tóc Tĩnh Phi. Trong sảnh lập tức vang lên tiếng xì xào, thậm chí có người cười diễu cợt. Tần y cũng nhận ra sự bất ổn, sắc mặt trắng bệch, lao vào lòng tần dự, ra ra, bọn họ. Tần dự vỗ nhẹ lưng nàng, ra hiệu cho nàng bình tĩnh, nhưng chính ông cũng nhíu mày đầy lo lắng. Phượng tùy ca ngăn lại người cầm châm phượng, ngạc nhiên hỏi, phụ vương chẳng phải muốn nhất tiếu thử cung sao? Phượng kỳ sơn nhớ mày, ta có nói phó nhất tiếu thử cung sao? Phượng tùy ca vội vàng kêu lên, nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả, phượng kỳ sơn lớn tiếng cắt lời, ba chiếc châm phượng này phải bị bắn gãy, ai sẵn lòng thử cung. Lập tức trong tiệc vang lên tiếng hưởng ứng, không ít võ tướng lần lượt đứng dậy. Phượng tùy ca còn định lên tiếng tranh luận, nhưng nhất tiếu đã từ tay người hầu nhận lấy châm phượng, bình tĩnh cài từng chiếc lên tóc mình, quay lại nở nụ cười đầy ẩn ý với hắn, người có biết dùng cung không? Biết, phượng tùy ca nheo mắt nhưng ta không giỏi dùng cung. Dường như không nghe thấy lời cuối của hắn, Nhất Tiếu đã đưa cây tham lang đến trước mặt, vậy giao cho ngươi. Phượng Tùy Ca không đón lấy, biến sắc nói, ta đã nói là ta không giỏi dùng cung. Nhất Tiếu bình tĩnh nhìn hắn, người nghĩ rằng ta thực sự không muốn sống nữa sao? Phượng Tùy Ca nghiến răng không đáp, ánh mắt đượm sát khí lướt qua mấy quan tướng có vẻ mạnh nhất câu nói tiếp theo của nhất tiếu thành công kéo lại sự chú ý của hắn nếu ngươi muốn ta sống qua hôm nay hãy nhận lấy cây cung này hắn nhìn nhất tiếu chằm chằm nhưng nếu ta bắn trượt thì sao vậy thì ta sẽ chết dưới tay ngươi nhất tiếu đáp nhẹ như thể đang bàn chuyện thời tiết sau một hồi lâu phượng tùy ca chậm rãi nhận lấy cây cung tham lang nếu ta thất bại ta sẽ đích thân bắn một mũi tên vào tim ngươi được thôi Nhất Tiêu bỡn cợt nháy mắt, người chắc không định nhân cơ hội này để trả thù đấy chứ? Phượng Tùy Ca cười khổ, đúng vậy, nếu sớm biết có cơ hội báo thù hôm nay, ta đã chẳng tặng ngươi mũi tên đó. Nhất Tiếu cười như không cười, rút từ ngực túi thơm gan mũi tên đó ra, giơ lên trước mặt hắn, bây giờ ngươi còn muốn lại không? Dù ngươi có chết, hãy nhớ kỹ điều này, bất kể ta đã cho ngươi thứ gì, ta sẽ không bao giờ đòi lại. Phượng Tùy Ca nói chậm rãi từng chữ một. Khi thấy Phượng Tùy Ca nhận lấy cây tham lang, tiếng ồn trong đại sảnh dần nhỏ lại. Những võ tướng lúc trước còn hăm hở muốn thử cung cũng lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Phượng Kỳ Sơn nhìn hai người họ thì không hề tỏ ra khó chịu, mà dường như có chút khoan dung, như thể đang chờ đợi Phó nhất Tiếu nói ra hết những điều cần nói. Phượng Tùy Ca lặng lẽ nhìn nhất Tiếu, trong mắt ánh lên nét dịu dàng và kiên định như thiêu đốt làn da nàng. Nhất tiếu tranh ánh mắt ấy, mỉm cười vẫy tay, rồi xoay người đi về phía Trang Phi. Phó nhất tiếu, Phượng Tùy ca nghẹn ngào gọi, nàng có ngại lưu lại thêm một kỷ niệm nữa không? Nhất tiếu hơi do dự, nhưng khi vừa xoay người lại, nàng đã bị Phượng Tùy ca ôm chặt vào lòng. Cảm nhận sự mạnh mẽ và mãnh liệt tỏa ra từ hắn, nàng có chút khó chịu, cố đẩy vai hắn để giữ một chút khoảng cách. Nhất tiếu, hắn thì thầm, ngày mai chúng ta đi sỏ lỗ tai nhé. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.